Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử phó đạo diễn Hải Thanh, chồng diễn viên Lê Bê La. Hải Thanh, Lê Hoài Thanh, sinh ra trong một gia đình ba là bộ đội, mẹ làm giáo viên. Trong gia đình ai cũng muốn anh phải nối nghiệp. Từ năm 2010, từ Lâm Đồng về Sài Gòn để luyện thi đại học, anh ở trọ trong xóm Hollywood kế bên hãng phim Giải Phóng. Rồi anh bén duyên với nghề phim từ đó. Bước đi ban đầu là những vai quần chúng phụ diễn nho nhỏ, rồi dần nhận được một vai quần chúng chính trong một bộ phim Những Trái Tim Son Trẻ của đạo diễn Hồ Ngọc Sương. Được tham gia cùng Đoan Trang, Lương Thế Thành, Bá Cường, Phúc An, lúc đó được một vai như vậy hạnh phúc lắm. Nhưng cũng chính sau phim đó, hàng loạt diễn viên của phim chuyển hướng qua làm trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn, chỉ bởi vì cảm thấy ngoại hình không phải là điểm mạnh cho lĩnh vực diễn viên. Từ đó anh lê la khắp các đoàn phim với vai trò trợ lý đạo diễn, Ba Chàng Trai Tuổi Hợi, Cú Đấm, Acapella, Cổng Mặt Trời, VV. Dần dần nhờ kinh nghiệm tích lũy dày dặn được các đàn anh đạo diễn tin tưởng, anh làm phó đạo diễn. Các tác phẩm anh đã từng cộng tác, Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, Nữ Sát Thủ, Kính Vạn Hoa, Canh Bạc Cuộc Đời và nhiều phim khác. Gần đây khi mà phong trào phim truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng lắng xuống, anh đã đảm nhận thêm một số vai trò như điều hành sản xuất các phim web drama, các chương trình truyền hình thực tế. Anh tâm sự, năm 2019 đến 2020 là những năm biến động trong nghề làm phim truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng phim sản xuất không còn nhiều nên rất nhiều diễn viên, nhân sự phải chuyển hướng để tìm cho mình hướng đi khác. Có người thì đổi hẳn nghề khác để mưu sinh, có người thì bán hàng online để trang trải nuôi nghề. Bản thân tôi cũng vậy, những năm nhiều biến cố trong công việc, tôi cũng lân la làm nhiều thứ vì quá mê nghề. Diễn viên Lê Bê La và phó đạo diễn Hải Thanh đám cưới năm 2012. Khi đó, Lê Bê La 25 tuổi, còn ông xã hơn cô 4 tuổi. Cặp đôi từng là oan gia trong đoàn phim vì Bê La thì thẳng như ruột ngựa, còn Hải Thanh lại rất nóng tính. Cặp đôi có nhiều cuộc khẩu chiến ở phim trường Cổng Mặt Trời. Đến một ngày, sau buổi tiệc, Bê La uống hơi nhiều nên bị say, Hải Thanh là người ở lại chăm sóc cô. Từ đó, cặp đôi dần có tình cảm với nhau. Vợ chồng Lê Bê La Hải Thanh đều thích cuộc sống yên bình, không ồn ào. Họ ít xuất hiện tại sự kiện, trừ khi đó là những buổi lễ trao giải thưởng mà Bê La nằm trong đề cử. Cặp đôi tập trung làm nghề, thời gian rảnh thì chăm lo quán cà phê mang tên nữ diễn viên. Kể từ khi kết hôn đến nay, Lê Bê La và đạo diễn Hải Thanh luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Tuy nhiên, mới đây vợ chồng nữ diễn viên bất ngờ vướng phải tin đồn trục trặc hôn nhân. Nguyên do là vì cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng một người đàn ông giấu mặt lên trang cá nhân. Đáng nói, dưới phần bình luận lại có rất nhiều người thân và bạn bè liên tục gửi lời chúc mừng nữ diễn viên đã có tình mới như giận ra mắt kiwi cái coi, chúc mừng Bê La. Chính điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về hôn nhân của cô và đạo diễn Hải Thanh. Giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao, đã có một vài ý kiến phủ nhận thông tin này. Theo đó, họ khẳng định người đàn ông giấu mặt kia chỉ là bạn diễn của cô trong phim và việc đăng tải hình ảnh tình tứ lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích PR cho sản phẩm cá nhân. Hiện tại, chúng tôi đang liên lạc với Lê Bê La để làm rõ thực hư, tuy nhiên cô đã tắt máy. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ao ước, nhưng mới đây, vào sinh nhật lần thứ 5 của con trai, Lê Bê La tổ chức sinh nhật cho con nhưng lại vắng mặt chồng mình. Buổi sinh nhật được tổ chức vui vẻ với sự góp mặt của người thân và những người bạn bè thân thiết nhưng lại không có chồng cô là Hải Thanh. Điều này không khỏi khiến những người yêu mến cô nàng diễn viên tài năng này lo lắng và rộ lên tin đồn rạn nứt tình cảm của Lê Bê La và Hải Thanh. Tuy nhiên sau đó, tin đồn đã được đập tan khi Lê Bê La chia sẻ trên Facebook cá nhân về căn nhà cô mới được chồng tặng. Ngôi nhà dựa theo sở thích yêu thiên nhiên của nữ diễn viên khi được tọa lạc trên một ngọn đồi và bao phủ xung quanh là cỏ cây. Điều đó khiến những khán giả yêu mến Lê Bê La không khỏi vui mừng và để lại nhiều bình luận chúc mừng cô. Mới đây đạo diễn Hải Thanh xác nhận anh và vợ cũ Lê Bê La đã ly hôn từ năm 2016. Cả hai ly thân khi con trai Monty tròn 1 tuổi. Thời gian qua, chúng tôi không công bố thông tin vì không muốn cuộc sống ồn ào, đời tư bị đem ra mổ xẻ. Chúng tôi muốn mọi việc trôi qua nhẹ nhàng. Bây giờ, ai cũng có cuộc sống riêng nên tôi mới thoải mái chia sẻ. Anh nói, sau khi ly hôn, con trai do Lê Bê La chăm sóc. Đạo diễn Hải Thanh cho biết anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, có thể trò chuyện các vấn đề liên quan đến con trai. Nói về nguyên nhân ly hôn, đạo diễn Hải Thanh cho hay, khi cả hai không còn tiếng nói chung, không thể chia sẻ cùng nhau thì chia tay là giải pháp tốt cho hai người. Nói chung khi còn ở với nhau, Bê La lo lắng cho gia đình rất chu toàn. Cũng có thể do tính chất công việc, phải đi suốt nên nhiều khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm. Nam đạo diễn phủ nhận thông tin có người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Lê Bê La và đạo diễn Hải Thanh bén duyên khi quay phim Cổng Mặt Trời. Lúc đó, anh là phó đạo diễn, cô là diễn viên vừa ra trường. Trong mắt tôi, anh là người khó tính và nói nhiều. Anh hay la quát, nhắc nhở tôi học lời thoại. Chính điều này đã vô tình trở thành ác cảm. Chuyện tình cảm đến khiến tôi cũng bất ngờ. Nữ diễn viên từng trải lòng về tình yêu của mình. Khi còn chung sống, Lê Bê La cho hay chồng cô không giàu, không đẹp trai, không quá giỏi giang nhưng lại rất tốt, có tấm lòng bao dung, độ lượng. Với nữ diễn viên như vậy đã là quá đủ, bởi mong muốn lớn nhất của bản thân cô là có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Lê Bê La là một nữ diễn viên điện ảnh người, cô được biết đến sau các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Ở Lại Thế Gian, Hoa Nắng, Người Tình Bí Ẩn. Lê Bê La sinh ngày 20 tháng 10 năm 1987 tại Đắk Lắk. Cô gái bé nhỏ Lê Bê La của vùng đất đỏ bê dân nắng gió, mang trong lòng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng từ nhỏ, lại được mẹ khen có khiếu diễn xuất. Thế là cái duyên với nghiệp diễn bắt đầu từ đây. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Lê Bê La vấp phải chướng ngại vật đầu tiên là casting không thành công. Để có được vai diễn đầu tay trong Giấc Mơ Cổ Tích năm 2008, cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng, có khi phải uống thuốc an thần. Năm 2011 tham gia Cổng Mặt Trời, vai diễn cô sinh viên thẳng thắn, bộc trực, tốt bụng hay hành hiệp trượng nghĩa đã giúp Lê Bê La được khán giả yêu quý hơn. Đồng thời, sự thành công của vai diễn giúp cô lọt top 5 giải Mai Vàng. Đã gần 10 năm, Cổng Mặt Trời vẫn là một trong những bộ phim hay nhất về thời sinh viên. Mỗi nhân vật đều có hồn, đều đại diện cho tính cách, lối sống của các bạn sinh viên thời bỡ ngỡ từ quê lên Sài Gòn học tập, nơi mở ra những cơ hội nhưng cũng là những cạm bẫy đầu đời mà mỗi người phải đối mặt. Bộ phim là bệ phóng cho hàng loạt sao như Lương Thế Thành, Ngọc Lan, Lê Bê La, Nguyệt Ánh, Tú Vi, Kha Ly, Hòa Hiệp, Hùng Thuận. Ngoài Cổng Mặt Trời, Lê Bê La còn được khán giả yêu mến qua Ở Lại Thế Gian, Thời Gian Để Yêu, Cá Cược Cuộc Đời, đặc biệt là Trận Đấu Định Mệnh. Trong những người em của Lê Bê La, có một cô em cũng đi theo con đường diễn xuất của chị mình. Người em đó là diễn viên Lê Chi Na. Dù chưa có nhiều thành công như chị, song Lê Chi Na cũng đã có cho mình nhiều vai diễn trong các bộ phim Thiên Thần Áo Trắng, Kỳ Phùng Địch Thủ, Một Văn Phòng Luật Sư. Lê Bê La xuất hiện khá dày đặc trên sóng truyền hình. Hầu hết các vai diễn mà cô đảm nhận đều có sự cá tính, thẳng thắn giống hệt tính cách của nữ diễn viên ngoài đời. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lê Bê La gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn cùng phó đạo diễn Hải Thanh vào năm 2012. Được biết, Cổng Mặt Trời cũng chính là bộ phim xe duyên cho họ. Câu chuyện tình giữa chàng phó đạo diễn truyền hình và nàng diễn viên vừa tốt nghiệp cũng khá bất ngờ. Họ quen biết nhau khi hợp tác trong phim Cổng Mặt Trời, tuy nhiên chàng khá khó tính và tạo không ít ác cảm với nàng. Nhưng con tim luôn có tiếng nói riêng và rồi cuối cùng cặp đôi cũng có kết thúc viên mãn. Dù không giàu có nhưng Hải Thanh và Lê Bê La đã có một tổ ấm trọn vẹn, cùng cậu Monty ngoan ngoãn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.